so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Hey, xin chào tất cả mọi người và xin chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với vị tướng Murat anh em ơi. Murat và Leo Danh thử xem là sức mạnh vị tướng này như nào. Kèm theo trang bị cho vị tướng này thì mình sẽ để lại trong clip nha. Hiện tại thì mình có một thông tin nho nhỏ muốn dành tặng anh em, một cái thông tin cực kỳ vui. Mình tin chắc ai chơi Liên Quân cũng thích cái điều này. Đó, bây giờ mình sẽ nói luôn, tiết lộ cho anh em nha. Cái thông tin này, thông tin chính xác đến từ Garena Liên Quân Bay. Đó là gì? Trong ngày 29 tháng 7, một cái ngày rất đặc biệt của Liên Quân Bay, toàn server sẽ nhận được một cái ngôi sao sao hộ mệnh anh em ơi, có tên là sao hộ mệnh. Và ngôi sao đấy sử dụng như thế nào? Khi mà anh em đăng nhập vào game, anh em sẽ được nhận cái ngôi sao hộ mệnh đó. Và kèm theo một điều nữa, cái ngôi sao hộ mệnh nó sẽ giúp cho anh em không bị tụt danh nếu mà anh em thua, nhưng mà chỉ áp dụng là một trận đấu duy nhất thôi. Đó, anh em sử dụng trong một trận đấu duy nhất. Đó, khi mà anh em chơi một trận đấu, nếu mà anh em thua thì nó sẽ mất cái ngôi sao hộ mệnh đấy đi. Và chắc chắn một điều, anh em sẽ không bị tụt một sao nào danh nha. Và kèm theo, nếu mà trong trận đấu anh em thắng thì cái ngôi sao đấy vẫn gọi là vẫn bị mất đi và anh em vẫn cộng sao bình thường. Ok, đấy là một trong những cái thứ rất đặc biệt từ trước tới nay mình thấy Garena Liên Quân Bay dành tặng anh em. Đó, cái thông tin này rất là chính xác, và nếu mà anh em muốn chính xác hơn thì mình sẽ để lại cái đường link cái thông tin đấy cho anh em nhá. Và hy vọng rằng anh em thấy thú vị, kèm theo cho mình một like và đăng ký kênh cho cái clip lần này. Ok. Vậy là mình đã nói qua rồi, trong ngày 29 tháng 7 anh em đăng nhập vào sẽ nhận được một ngôi sao hộ mệnh. Và chắc chắn một điều, ngôi sao hộ mệnh đấy chỉ tồn tại trong đúng ngày 29 tháng 7. Bước sang từ lúc 0 giờ đến ngày 0 giờ ngày... Ui tôi chết rồi. Cái kiểu này là chết rồi bạn ơi, lên cao quá, chọn chiều cuối lúc này. Ok, chiến công đầu, đơn giản. Đó, cũng như là cái ngày hôm đấy ấy, nó chỉ cái ngôi sao đấy nó chỉ áp dụng cho đúng cái ngày hôm 29 thôi. Sang đến ngày 30 thì ngôi sao tự động mất nếu mà anh em không sử dụng nha. Ok, đấy là một cái mình muốn dành tặng anh em ở chiêu cuối nữa này. Trời ơi, ảo ảnh chảm rất là buốt luôn. Rồi, hiện tại thì team bạn vẫn còn hổ báo được. Từ từ, đợi tôi có chiêu cuối đã nào. Ok, mình sẽ chém vào cái con này. Chém vào con này xong mình lướt vào mình ảo ảnh chảm nha. Xem nó có vơ vét được gì nữa không. Chiêu cuối đây. Đây rồi. Uầy, thật sự là thỏ còn xíu máu thôi. Nhưng mà mình không thể trụ vững được trong... Ui, đừng. Bướm lại, có bướm. Bướm với thỏ, trời ơi. Ok, bây giờ mình lại hổ chiêu cuối rồi. Tiếp tục này. Chém lấy cái chiêu cuối ảo ảnh chảm anh em ơi, lướt lên này, lướt lên chiêu cuối này. Ui thỏ có xíu máu kìa. Ui đáng tiếc quá anh em ơi, đúng là số mình nhỏ có khác. Nó có xíu máu thôi mà không ăn được luôn. Ok, chúng ta sẽ tiến hành con rồng nào. Không ai ra hỗ trợ con rồng à? Bằng này máu cho ăn được. Với cả mana của mình bây giờ mình hết rồi anh em ơi. Hết sạch mana đánh đấm cái gì đây, mày có Superman. Ok, thời điểm này thôi. Kìa, Skirt rơi ra, giữ hộ cái con bùa xanh nào. Trời ơi, chán quá, bạn đi đường tốt và bạn không giữ lại cho tôi cái bùa xanh. Nhìn thấy Zuka nó hở như thế rồi, thôi có lẽ là mình mất bùa rồi anh em ơi. Không kịp rồi. Đấy, máu hết, mana cũng hết, xong bây giờ ra thì bùa biết ngay mà. Vừa xong thì Zuka ăn được con blue của mình rồi, ăn được bùa xanh rồi. Có lẽ bây giờ mình đánh không cần bùa nữa thôi. Rồi, trang bị thì mình vẫn để lại trong clip nha. Thật ra Murat chúng ta nếu mà anh em đi rừng tốt thì hiện tại nó leo danh rất là mạnh. Murat chưa bao giờ hết thời nha. Nhưng một điều là hiện tại giờ người chơi Liên Quân Bay của chúng ta rất là thông minh rồi. Thông minh hơn rất là nhiều. Murat bây giờ bị bắt bài có nghĩa sao? Khi mà chơi vị tướng Murat này, anh em ảo ảnh chảm xong, anh em phân bóng về thì kiểu gì kiểu mình gặp rất là nhiều trận phân bóng về xong là gặp ngay cái kiểu là đối phương đứng chờ sẵn cái bóng đấy rồi và chuẩn bị cho anh em ăn sấp mặt luôn, cho anh em ăn hành luôn. Đấy là một cái điều anh em nên lưu ý trước khi mà phân bóng về, phải quan sát xem nếu mà đối phương đứng ở đấy rồi thì tốt nhất đừng phân bóng về nha. Tại vì là khi mà phân bóng về anh em không còn kỹ năng nào nữa đâu. Vừa mới lướt lên ảo ảnh chảm rồi mà. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ăn lên chỗ này. Ôi không ai ra đây à, chán vậy. À từ combo không, ngố không đứng lại. Này thì đi lấy kinh này, một mạng đơn giản. Rồi, kìa, tôi băng trụ chắc chắn mà lúc cũng phải lên bản điểm số nốt. Cố gắng lên, kìa, mà lúc vẫn chạy được à. Rồi mà lúc lên bảng nha, bây giờ thì mình thử ra thăm hỏi trăm Karisi. Nhưng mà cô nàng là nhanh quá anh em ơi. Không ổn. Đường trên thì Circus lên bản điểm số rồi. Có lẽ là mình sẽ phải chạy lên để hỗ trợ cho các bạn nhanh thôi. Hiện tại thì có hai thanh niên rất là thơm. Có thỏ này với cả... Ôi dồi ôi, có xíu máu thôi, không biết ăn được không. Chắc có lẽ mình chỉ dọn lính thôi. Chết đi còn cái gì nữa thôi. Thật sự là không ăn được.
Và anh em đừng quên là điểm danh nhá anh em ơi. Nhiều anh em xem clip của mình âm thầm theo dõi và quan tâm mình không để lại một dấu vết gì, thì anh em hãy lộ diện bằng cách con trai thì để lại một dấu chấm dưới phần bình luận, con gái để lại một dấu phẩy dưới phần bình luận. Đấy, anh em xem clip của mình thấy lượt xem phải đến 100.000 người chẳng hạn, nhưng mà lượng bình luận của mình nó chỉ có 1.000 thôi. Không hiểu tại sao. Đấy, điểm danh thôi mà, điểm danh nhẹ một cái thôi. Ok, chiêu cuối đâu này. Chết chắc ơi. Ơi kìa. Ơi trời đất ơi. Lỗi quá. Thôi sao lần này mình sắp mặt rồi. Ok, mình lướt qua đây đây. Sống rồi anh em ơi. A hi hi sống rồi. Ơi kìa. Trời đất ơi. Đúng thật. Tránh quả dưa gặp quả dừa, tránh được thỏ Salim xong thì lại gặp ngay thành ngộ không nó trở sẵn của mình. Và mình đã phải sắp mặt rồi. Có lẽ là mình sẽ phải tập trung farm, mà team bạn hiện tại cũng rất là mạnh. Nói thật, team bạn mà lên game thì team mình sấp mặt ngay thành sao. Có Yuka, có Karisi, có Ngộ Không, có thêm cả Thor Slim nữa. Ma Lốc nữa, đây là một đội hình lên game cực kỳ mạnh luôn. Team mình anh em thể nhìn thấy qua. Thật ra thì cũng không biết được, cứ nói là team đề cao team bạn lên. Tại vì anh em đừng có chủ quan mà coi thường team bạn nha. Đấy, lúc nào cũng phải đặt cái niềm tin lên là đối phương cũng rất là mạnh để anh em có thể là phấn đấu. Chứ có anh em coi thường đối phương quá, đánh vớ vẩn lắm. Ok, chắc là có lẽ mình phải ra thủ cái trụ đường ở giữa đây. À, có bướm, ui trời ơi. Tự nhiên lại bắt được con bướm anh em ơi. Giữa rừng như thế này mà tự nhiên chơi được con bướm ngon như thế này, thơm quá. Tự nhiên mình ảo ảnh chảm phát được con bướm rất là thơm. Rồi, đấy là người ta gọi bắt bò lạc. Bây giờ thì mình sẽ lên thăm hỏi thỏ nha. Thôi, thỏ chết chắc rồi, không cần mình nữa đâu. Đấy, chết luôn rồi. Chết luôn rồi, có gì nữa. Kìa, trụ đứng giữa, ai lại bỏ trụ kia. Thật ra có Superman nó đi, căn bản Superman cũng đi đảo đường giúp mình rất là nhiều. Chắc chắn rồi, chết chắc rồi, chạy đâu, chạm nhau một cái để nhớ nhau cả đời. Chạm nhau một cái để nhớ nhau cả đời. Ok, một mạng nữa và bây giờ mình té rồi anh em ơi. Bắt được Zuka là phải chạy luôn nha. Hiện tại Morat chúng ta đánh cực kỳ phê, nếu mà anh em tích được, anh em biết cách chơi và tích được cái chiêu cuối. Đấy là một cái điều mình rất là thích khi mình chơi Morat này. Và kèm theo là khá lâu rồi chưa chơi vị tướng này. Anh em cứ từ từ nha, hiện tại thì mình cảm thấy là rất là nhiều anh em để lại bình luận bên dưới yêu cầu mình làm về những vị tướng này, tướng nọ. Nhưng mà mình chỉ có hai tay thôi. Anh em thông cảm giúp mình, một ngày mình ra 3 clip nên mình cũng không thể làm nhanh được. Rồi, xác định chiêu cuối này. Ui, quá. Thôi thôi, thôi một pha hỗ trợ của mình cũng được rồi. Ảo ảnh chảm khiến cho team bạn mất khá lắm máu. Ok, những cái vị tướng anh em yêu cầu của mình chắc chắn mình hứa mình sẽ làm. Nhưng mà căn bản là phải đợi thời gian thôi. Tại vì là bây giờ thì mình cũng phải làm sao mà có thể làm một phát nhanh được tất cả các tướng được. Cũng phải dần dần nha, theo thứ tự nha anh em ơi. Và cũng như là theo trận đấu nữa chứ không phải mình pick bừa tướng đâu. Tùy vào trận đấu. Team mà thiếu rừng thì mình chơi rừng, team thiếu pháp sư mình chơi pháp sư, thiếu support thì mình chơi support, chứ không phải là bậy bạ vào pick tướng gọi là tranh lên cái thứ đâu. Mình không kiểu như thế đâu, thế nên là anh em thông cảm giúp mình. Rồi, cẩn thận đi bạn ơi. Để lại tôi con... Chán quá. Để lại tôi con quái đi. Hiện tại đánh Murat mình đã nói rồi. Anh em cố gắng để lại, nếu mà đồng đội mình có Murat, anh em cố gắng để lại quái rừng để cho nó có thể kích được chiêu cuối nha. Ok, không có quái rừng làm sao tôi đánh được. Không. Rồi, không có một con quái rừng nào luôn. Nhỏ chưa này. Trời ơi, không có một con quái rừng nào cả. Ok, chắc là có lẽ mình sẽ phải ra thăm hỏi cái con rồng hắc ám đã. Quế Ngộ Không này, Chumina cứu tôi với. Nó hấp diêm tập thể. Hiếp dâm tập thể cứu tôi. Đây có con quái đây nha. Anh em cố gắng chém này và bay vào giao tranh này. Đấy, mốc lung như một trò đùa lao thẳng này. Chiêu cuối này, ngấp ngoái chưa. Đấy, anh em thấy chưa, nhìn thấy là cướp được rồng một phát xong đây còn ngấp ngoái khiến cho team bạn khiếp sợ. Bây giờ tiếp tục là mình lại chém kiếm chiêu cuối nha. Đấy, giao tranh anh em chỉ cần như thế này thôi. Đấy là một cái điều đánh Murat tuyệt vời luôn, một mạng nữa thôi. Chỉ cần kích hoạt được chiêu cuối lao vào giao tranh ảo ảnh chảm thôi thì anh em có thể chơi sẽ có thể gánh team được tốt. Ok, đây này. Này thì chết chắc còn Malok, bạn không còn cơ hội sống nữa đâu. Ok, giật bóng về. Rồi xong, để giành cái con quái này. Ô, không có ai đây à? Chán là team bạn chưa có ai ở đây nữa. Ok, chúng ta sẽ lấy trụ nào. Và lấy trụ đi. Chiêu cuối này. Quê, làm cái gì mà cam Uzuka mộng năng nặng mông. Một đấm của Skirt đã phải lên bàn điểm số. Và bây giờ thì tiếp tục mình sẽ cướp cái con bồ xanh này nha. Ra thăm hỏi thanh niên Karisi xem. Ok, bây giờ mình sẽ lướt ra Karisi này. Karisi chạy động chiêu cuối của em nửa cái máu kìa. Anh em thì nhìn thấy. Và mỗi lần giật bóng như thế này, nếu mà thấy đối phương đang dình sẵn là bóng, anh em cố gắng đứng giật bóng về nha. Tại vì rất là nguy hiểm luôn. Rồi, bây giờ không có ai ở đứng giữa nữa kìa. Chán chưa? Chán chưa? Hiện
tại thì team bạn không thấy đâu nữa, không sao không sao. Chúng ta mình sẽ để dành cái con quái này để mình có thể là kích hoạt trước cuối nha. Bây giờ ấy, là cái cuộc thăng hoa khi chơi Murad có như thế này, anh em sẽ thăng hoa hơn rất là nhiều. Ok, chiêu 2 giảm giáp tiếp tục là quý bật bóng đi. Đấy nha, bây giờ anh em đừng rồi xong rồi. Sắp mặt em rồi. Chiêu 2 này. Đó, mình chặn được sát thương đến từ cái con bướm rồi. Quý đuổi tôi cái. Không đuổi được mình luôn. Đấy, chơi Murad ảo diệu như thế anh em ơi. Giật bóng và di chuyển một cách rất ảo diệu. Đấy là một cái điều mình rất thích khi chơi Murad. Ok, hiện tại thì thỏ này. Đây có con quái rừng đây rồi. Ok, mình chém này, mình bay ra ra tranh đây. Có thỏ không không ra, có ngộ không đứng lại, ngộ không chiêu cuối này. Thôi có lẽ là như vậy thôi. Gấp ngoái thôi. Ok, hiện tại thì Superman sắp mặt luôn, mình không thể cứu được bạn nha. Lượng máu của mình chỉ cho phép là mình vào cấu rượu trong giao tranh thôi, chứ còn mình không thể nào mà đứng lại solo trong giao tranh được. Cứ chiêu cuối phát anh em giật đi. Tại vì sao? Cái lượng sát thương từ chiêu cuối nó rất là mạnh. Chỉ cần như thế thôi là quá đủ rồi anh em ơi. Rồi, thêm cái con rồng này nữa. Đó, đây là ngôi sao siêu sao thế giới. Bộ trang phục chắc chắn anh em một điều bây giờ hình như là không mở bán nữa thì phải. Đây này, Zuka nhé, thử xem Zuka. Zuka đứng lại nào. Một phát này, chạy đâu. Chiêu 2, đó. Mình né được sát thương rồi nhưng mà tí nữa thì ngấp ngoái. Zuka nó bị xịt mất một vài kỹ năng thôi. Nhưng mà dù sao đánh mình vài phát là mình tí ngất ngồi anh em ơi. Chúng ta sẽ tiến hành con tinh công này nha. Ok, mình sẽ tiến hành con tinh công này từ ăn cái con bùa xanh này đã. Có tinh công thì sẽ kết thúc trận đấu sớm nào. Hiện tại là 26-14 thôi. Một trận đấu thật ra thì đối phương đánh rất là tốt, nhưng mà đấy là do may mắn thôi, không có phần may mắn được. Rồi xong kinh công. Ok, kinh công nó bị hạ gục. Để tôi cái con rơi nào, để mình có khả năng hồi phục máu và tăng tốc độ di chuyển. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lên nhá. Để tất cả quái rừng cho Murad thì chiến thắng sẽ dễ hơn. Đây rồi, có quái đây rồi. Rất thích luôn anh em ơi. 4 phát anh em lao vào ra tranh này. Tiếp tục sử dụng chiêu cuối này. Trời đất ơi, ui, gấu béo sử dụng chiêu 2. Đấy, anh em thì nhìn thấy là vừa sau mình đã sử dụng chiêu 2 để có thể chặn được sát thương từ chiêu cuối vị tướng Zuka rồi. Chứ còn nếu mà vừa sau mình không sử dụng kịp thời, chắc chắn là mình đã bị làm choáng và chết ngay rồi. Làm sao anh em căn sát thương, căn kỹ năng chuẩn vào. Ok, chiêu cuối này. Ngộ không, ui nó gõ hình tao thế, một mạng này. Thôi té. Chạy thôi. Hiện tại thì không có quái này. Ok, chắc là có lẽ mình phải di chuyển ra chỗ này để lấy quái để nhảy vào giao tranh thôi. Đấy, anh em tận dụng tất cả những cái tài nguyên để anh em có thể kích hoạt được chiêu cuối và lao vào nha. Ok, này thì chạy đâu, chiêu 2, à đâu chiêu cuối, chết luôn. Rồi, lên đến anh Fenrir rồi. Gặp thằng rừng đúng hay 9.000 trận. Trời ơi, rừng team bạn chơi 9.000 trận ha. Thế thì phải gọi là một đẳng cấp bá đạo rồi. Không ngờ rừng team bạn chơi hẳn 9.000 trận anh em ơi. Mình thì làm gì có chuyện đến 9.000 trận giờ, thế bét luôn ạ. Dừng tin bạn là thỏ ạ. Ok, chắc là có lẽ mình kết thúc trận đấu luôn tại đây anh em ơi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè và huấn luyện viên chơi đến Global tốt hơn. Chi tiết thì mình sẽ để lại sau clip này nha. Bye bye. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.